Xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em trong buổi chiều ngày hôm nay, và rất là cảm ơn toàn thể quý anh chị các bạn đã luôn đồng hành ủng hộ kênh bán hàng của em trong suốt cái thời gian vừa qua. Nếu anh chị đừng quên đăng ký kênh cũng nhấn chuông thông báo để luôn cập nhật theo dõi những cái mẫu xe mới nhất mà em sẽ quay giới thiệu tới anh chị hàng ngày nhé. Và trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu tới anh chị một chiếc mẹt và chiếc xe mẹt, còn một cái dòng xe mà cũng rất là bên em rất là hay lấy về giới thiệu anh chị. Ở đây chiếc xe Mercedes 180, người chiếc này được sản xuất năm 2002, số tự động anh chị ạ, và em đang vào chào bán chỉ có 155 triệu đồng thôi, bán nhanh cho anh chị. Nếu anh chị đang có nhu cầu liên hệ vào số máy của em là 0943622621 anh chị nhé. Em Khanh, ô tô cũ Hải Dương. Và sau đây em sẽ đi vào chi tiết toàn bộ cái chiếc Mercedes 180 2002 này, một cái xe đẳng cấp thương hiệu đến từ Đức, khá là đẹp luôn, form dáng rất đẹp luôn anh chị nhé. Form thì anh chị biết rồi, phòng mẹt thì đi rất là sướng rồi, đầm xe rất là chắc xe nhé, đời 2002 nhưng mà còn khá là tốt, chất lượng luôn anh chị ạ, thì rất là sướng, số tự động. Đấy, và cái chiếc riêng cái dòng mẹt này động cơ có 1.8 thôi, cực kỳ, mức tiêu hao nhiên liệu rất là hợp lý nhé, rất là hợp lý nếu mà anh chị đang tìm cái dòng số xe số tự động, xong một cái dòng xe thương hiệu đặc cấp thì mà lại ăn ít xăng thì đây, số mẹt là khá là hợp lý cho anh chị rồi. Đấy, form dáng rất là đẹp luôn. Và chiếc này là Mercedes 180 nhé anh chị nhé, Mercedes 180 đời 2002, với giá có 155 triệu đồng, quá là rẻ rồi anh chị ạ. Form dáng rất là đẹp luôn đấy anh chị nè, em đang cần tiền nên là muốn bán chiếc xe này đấy, anh chị. Em Khanh ở ô tô cũ Hải Dương anh chị nhé. Em chưa là một người chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô cũ, nên là anh chị nếu có xem được clip này và biết số máy của em mà anh chị có ô tô cũng muốn bán thì bằng liên hệ trực tiếp vào số máy của em để em sẽ thu mua xe của anh chị với cái giá hợp lý và cao nhất có thể nha anh chị nhé. Vâng, đây em có cơ sở anh chị này, đây là cơ sở của em, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Tiến Khanh. Cơ sở em nằm trên đường 388B thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Chuyên thu mua các dòng xe ô tô cũ, rất là cần anh em giúp đỡ, và nếu có ô tô cũ thì đừng quên liên hệ với em nhé anh chị nhé. Đó, và trở lại với cái chiếc Mercedes 180 này, form dáng rất là đẹp, đèn cù lạc anh chị này, form vẫn là đèn cù lạc nhé. Đấy, khá là nó trông nó hơi cổ một chút thôi, nhưng mà như nhìn nó vẫn có gì rất là đặc biệt của dòng xe sang. Và chiếc mẹt này thì là một dòng xe sang đặc cấp thời 2002 rồi, rất là nhiều tiền anh chị nhé. Đấy, để mà so một số xe mà cùng phân khúc và tầm tiền thì cũng tương đối ngang ngửa chiếc xe này thì không thể nào mà ngồi sướng một chiếc xe này được anh chị ạ. Đó, thì rất là sướng, chắc xe và cái sọc xe này anh chị đi ra ngoài đường to thì mà anh chị phóng thì thôi rồi, thì rất là đầm sướng. Mà ngồi thì đương nhiên là anh chị ngồi trên một chiếc mẹt thì đương nhiên là anh chị sẽ phong cách của anh chị nó sẽ cao hơn rất nhiều so với anh chị ngồi như Vios hoặc là một số cái dòng xe khác, không thể đẳng cấp bằng chiếc mẹt này được. Mặc dù đồng tiền thì nó chỉ ngang ngửa nhau, có thể là chiếc xe này ít hơn nữa. Nên là anh chị mà đang muốn lựa chọn cái dòng xe mà đẳng cấp một chút thì hãy liên hệ vào số máy của em 0943622621 để sở hữu mẫu xe này nhé. Ô tô thay thế thì nó cũng không phải là hiếm lắm đâu anh chị ạ, nó không phải là hiếm. Bây giờ nhiều cửa hàng nó cũng có cái phụ tùng thay thế của chiếc xe này rồi. Mà cái dòng xe là đi rất là bền luôn anh chị nhé, đi rất là bền, cũng như là đồ đạc của chiếc xe thì nó máy móc thì còn đi khá là ổn, chiếc xe này khá là ổn luôn. Đó. Vâng, thì tiếp theo em đi vào tiếp những chi tiết quan trọng của chiếc xe này để anh chị mà nếu đang có nhu cầu thì kiểm tra được chất lượng của cái chiếc xe này. Đây anh chị nhé, full lốp hoàn toàn là không có mục mọt gì anh chị nhé. Đời 2002 mà còn khá đẹp luôn anh chị này. Qua full cao su lon này. Đấy, hoàn toàn là chưa có full lốp, chưa có mục mọt gì cả. Đó, tiếp theo là phần gầm bệ nào anh chị này. Vâng, gầm bệ nào. Anh chị xem cùng em nhé. Đây, em vừa cho rửa qua một chút thôi. Cái xe này bên cửa hàng bên em nó nằm trên cái đường 38 nên là nhiều xe đi lại quá, nó hơi bụi nên em vừa cho rửa qua.
Đây chị nhìn này, gầm bệ còn chắc chắn này mà. Còn rất chắc chắn nhá. Đấy, phanh ABS để trang bị là 4 bánh rồi, là dòng đúc nguyên bản theo xe nha anh chị nhé. Rồi đây là anh chị nhìn này, em sẽ quay cả về phần gầm sau nữa. Đấy, anh chị nhìn tổng thể ok chưa? Cái xe quá đẹp luôn anh chị nhé. Màu lớp sơn khá là bắt mắt đây anh chị này. Đấy, nội thất bên trong thì còn rất là tươi. Đấy, nội thất trong còn tươi, còn khá là đẹp luôn. Đấy, chiếc xe này được trang bị 6 túi khí này ở trên tất cả trên trong xe này, cửa lái này và trên cả trên hô đây có cả trên đây nữa cơ. 6 túi khí mà. Đấy, anh chị nhìn này, đuôi hông xe là 6 túi khí nhé. Nội thất rất đẹp. Đấy, nhìn này. Ok nhé, keo chỉ thì còn rất là zin. Còn rất là zin. Nói chung là chiếc xe này có giá 155 triệu quá rẻ rồi anh chị ạ. Quá rẻ rồi. Số tự động nhé, đi rất là sướng, nhàn. Đấy, anh chị mua chiếc xe này về thì nhà mình thì ai đi cũng được. Đấy, mà đi thì rất là đẳng cấp luôn. Đằng sau thì đây có cả chỉnh điều hòa này anh chị này. Đây, ngồi ghế sau cũng rất là mát này anh chị nhé. Hộp đựng thuốc này. Đấy, tỉ tay này. Đầy đủ hết ấy, anh chị nhé. Tỉ tay. Đấy. Quá mượt, một chiếc xe vô cùng đẳng cấp. Đấy, mở cốp ở đây anh chị nhé. Đấy, mở cốp đây này. Đây, anh chị cùng em đi kiểm tra cái độ cốp xem nào. Rồi. Em đứng xa một chút để anh chị xem cái đuôi xe này. Đó, bây giờ. Tất cả đèn zin anh chị nhé, đèn còn zin. Form dáng là khá là đẹp, không có đâm xô gì. Chiếc xe này cam kết cho anh chị không có đâm xô gì cả, không gầm nước gì đâu nhé. Tất cả là rất ngon, form dáng rất là mượt này. Đấy, và máy móc thì còn chạy ok luôn. Rất đẹp luôn nhá anh chị nhé. Đây em sẽ tiến gần vào em quay cua lốp cho anh chị xem này. Đấy, nhiều anh chị là quan tâm những cái phần cua lốp hay là gầm bệ. Đây em sẽ quay chi tiết cho anh chị xem nhé. Đấy, có phun cao su lon rồi anh chị nhé, không có hiện tượng gì mục mọt gì cả. Đấy, tất cả rất ok luôn. Vâng, đây cánh cửa đây, còn đẹp này mà. Cánh cửa nhé, không có vấn đề gì cả. Thật sự nhé, đời 2002 dòng xe này khá là nhiều tiền đấy anh chị ạ. Không phải ai mơ ước nó cũng được đâu. Rất là nhiều tiền nhé. Mà bây giờ có 155 triệu đồng đấy, quá rẻ rồi. Mà lại được đi cái xe số tự động thôi, lại dòng mẹ một cái dòng xe đẳng cấp của Đức, đi rất là sướng. Mà xe Đức thì anh chị biết rồi, có xe tăng Đức mà rất là bền bỉ, chắc xe rất là bền bỉ nhá. Đấy, bây giờ nó vẫn còn đi rất là sướng anh chị. Đây là túi khí được trang bị bên cánh cửa này, tem mác này, tem mác có đầy đủ hết đấy anh chị nhé, tem mác. Và đăng kiểm đến vào tháng 3 năm 2020 này. Một chiếc xe này tích hợp xi nhan trên gương nhé, quá đẹp luôn. Đấy. Đây anh chị nhé, vâng, nhiều những cái dòng mẹc này bên em thường xuyên rất hay về. Đấy. Mà cũng tháng vừa rồi cũng chốt mà hai chiếc vào trong khu vực miền trong. Đấy, nhiều bác là cũng gọi điện là tới kia là kiểm cảm ơn mới lại cũng tâm sự là xe đi rất là sướng. Em bên em là lấy uy tín làm hàng đầu nên những chiếc xe nào chất lượng của chiếc xe nào hàng đầu, những chiếc xe nào đẹp mà chất lượng thì bên em mới lấy về giới thiệu lên các anh chị thôi. Nên là tất cả những chiếc mẹc mà
Thì những đời sâu như này đi rất là sướng. Bên em mới lấy về, con chất lượng thì bên em lấy về giới thiệu anh chị nhé. Nhiều bác trong miền Nam kia thì chốt hai bác sáng tháng trước, chốt bên em hai chiếc Mercedes 180, còn có điện ra tâm sự đi rất là sướng, xe đi rất sướng mà không có vấn đề gì cả. Đây có phanh ABS để hiển thị đây anh chị nhé, ha nhá, không có cái lỗi gì cả, xe đi rất sướng. Đây có cả túi khí đây, xe trang bị 6 túi khí nhé. Đó, trên vô lăng cũng như là ghế phụ, ghế này, hai cánh cửa nhé, và đường hông xe đằng sau, cái hàng ghế đằng sau nữa. 6 túi khí nặng thì anh chị để ngồi thì quá an toàn rồi. Có cả phanh ABS trang bị theo xe nữa. Tay số tự động này đi rất sướng, nhàn, tì tay đầy đủ hết anh chị nhé. Tất cả chi tiết là ok hết rồi này anh chị này. Gạt điều hòa cực mát này. Đấy, chiếc xe này thì thiếu cái màn hình cam đùi thôi, còn tất cả rất ok, chỉ đi là không phải lo lắng gì cả. Đấy, cũng có vô lăng có tích hợp đây gì đây nhưng mà nhìn không rõ lắm, sáng sáng này. Đấy, đây này có cả tích hợp một cuộc gọi, cuộc gọi anh chị này. Đấy, mà nếu mình ngồi trên xe mà khi có những người thân mà gọi đến thì mình không cần phải cầm cái điện thoại nghe rất là nguy hiểm. Tầm thành nâng hạ kính, toàn bộ bằng điện, khóa kính, mở cốp sau. Đây phanh tay, gạt mưa đây. Đó, ok hết rồi anh chị nhé. Và tiếp theo anh chị đi cùng em đi kiểm tra động cơ 1.8 ở chiếc xe này. Trần nỉ nguyên bản hết đây. Em quay chi tiết cho các bác mở xa không đến được xem xe được thì có thể chốt nghe trên cái clip này. Vâng, tiếp theo anh chị cùng em đi kiểm tra động cơ. Đây này, điều hòa cũng còn có cả nút, có cả hút khí trong xe này, đầy đủ hết. Đây, hút khí tất cả. Vâng, tiếp theo anh chị cùng em đi kiểm tra động cơ nào. Ở nhá, phanh tay là đây anh chị này, phanh tay nhá. Đấy, đây. Đấy, chiếc xe này là để đây cơ. Ok hết rồi, nó nhựa nhất là còn rất đẹp. Đây, em sẽ mở cốp đi, đây mở cốp ở dưới này cơ. Đấy, nhiều bác là cứ để cứ tìm chỗ mở cốp, đây là dưới đấy. Vâng, xin mời tất cả mọi người cùng em kiểm tra phần động cơ của chiếc Mercedes 180 này. Với cái động cơ 1.8 này anh chị nhé. Đấy, mà anh chị muốn dòng sử dụng cái dòng xe số tự động đẳng cấp như Mercedes này mà lại có ăn ít xăng thì đây rồi, 1.8 thôi thì rất là ít tiết kiệm xăng rồi. Máy móc là không có vấn đề gì, ok các bác nhé. Đấy, các anh nhé, máy móc còn ok, đi rất là xịn, đi nước. Đây, không có vấn đề gì về cái khoang giằng đầu nào, còn ok này. Đèn zin tiêu chuẩn nhé, không vấn đề gì cả. Lắp cabo. Vâng, xịn sò luôn anh chị ạ. Đó, tất cả là ok hết anh chị nhé. Cái máy móc này, đó, rất là như này là ok rồi. Vâng, em đã giới thiệu xong toàn bộ chiếc Mercedes 180, chiếc này sản xuất năm 2002, số tự động. Em đã chào bán có 155 triệu đồng thôi. Nếu anh chị thích đi cái dòng xe sang này thì hãy liên hệ trực tiếp vào cái số máy của em 0943622621. Rồi, em đang chào bán thì có 155 triệu đồng thôi nha anh chị nhé. Chiếc xe rất là đẳng cấp, thương hiệu thôi, đi rất là sướng, tầm xe thôi. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn toàn thể quý anh chị các bạn đã luôn đồng hành ủng hộ kênh bán hàng của em trong suốt thời gian vừa qua. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn ở video tiếp theo.